Hai mẹ con hay online lên mạng để coi quần áo rồi này nọ. Là nó, nhiều khi nó mua về cái 4-5 bộ vậy. Mẹ thích cái bộ nào? Mẹ lựa đi. Rồi, mẹ lựa đi. Rồi cứ lấy, muốn mặc mấy bộ thì mẹ lấy. Dạ. Mẹ cũng mua online. Dạ. Đem về. Nè, con coi cái này mặc được không? Lấy. Gu hai mẹ con có hợp nhau không? Gu thời trang. Đồ cũng mặc vừa. Tặng này cũng vừa nhau nè. Thể mẹ mặc của con mặc của mẹ cũng được. Không có, nó mặc của mình thì hơi chật một chút. Mình mặc của nó thì hơi rộng. Mình mặc của nó nhiều hơn là nó mặc của mình. Chị thấy chị với mẹ hợp nhau điểm gì? Em hợp với mẹ thì tôi đi siêu thị. Mẹ mà lần siêu thị thì mẹ khoái rủ. đi bình đi siêu thị. Nhưng mà vô chổng á thì em toàn là lựa sữa không à. Mua sữa. Lựa đi. Còn lựa nhà mẹ. Lựa đi. Lấy nhà mẹ. Lấy đi. Xong ra. Trời xong mua nhiều vô bình. Trời ơi, mẹ kêu con lựa, con mua sữa thôi à, con không mua gì đâu. Nó mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm á. Rồi, bình vô me đó nha. Còn là mẹ chồng trả tiền không mà. Rồi, là toàn là mẹ trả không. Sao nãy giờ thấy mẹ mua rồi mẹ trả không? Có giờ con mua trả tặng cho mẹ này kia không? Không, đi siêu thị là đặc biệt đi siêu thị là mẹ trả. Còn con chỉ mua đồ online. Kính thưa quý vị, ứng dụng Mét Lớp sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên Mét Lớp. Mét Lớp kết nối tình yêu. Nguyễn Thị Ngà, cô hiện giờ là nội trợ nhưng mà cũng có công tác ở ngoài phường đó là làm bên phụ nữ. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Dạ. Em tên Dương Ngân Bình, hôm nay em 39 tuổi, nhà nội trợ, buôn bán nhỏ ở nhà. Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ đúng. Bao nhiêu năm rồi chị? 12 năm. Wow, mình có mấy bé rồi chị? Dạ hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé học lớp 2. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này, cô cảm giác thế nào? Ừ, lúc đó nó cũng không có tròn lắm. Dòm cái mông nó, trời, mông này chắc nắng đẹp. Người thì coi như dáng dấp thì cũng ok. Yeah. Dễ thương, tại vì trong nhà thì coi như là được hai đứa con trai với đứa con gái. Yeah. Thành ra mình cũng rất là thích con gái. Rồi lúc mà dẫn về giới thiệu, trong nhà thì có mấy chị em, nhỏ em, nó cũng giống vậy đó. Nó cũng giống như mẹ vậy nè. Vô cái dòm tưởng gì đó là mẹ, mới chào mẹ. Chào lộn. Thấy hai người giống. Dạ. Yeah. Còn không biết chị thì sao nhờ, cái lần đầu tiên, cái lần chào lộn đó đó, thì mình ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai? Thì lúc mà em chào lộn xong rồi hồi em hỏi lại chồng em thì chồng em nói không phải đâu, cái đó lộn rồi, bên đây mới là mẹ nè. Ủa vậy hả, sao hắn nói em đâu biết. Thì nhìn thấy mẹ cũng hiền. Dạ. Mà thiệt ra mẹ cũng hiền thiệt. Hiền mà. Sao con dâu này về mau đẻ không? Năm đầu đẻ liền luôn. Ôi trời ơi, xanh liền. Đúng 9 tháng 10 ngày là ra cái thằng cu ấy. Vui liền á. Dạ. Có cháu nội trai, cháu trai nữa. Cháu trai. Ôi thôi, nhưng mà nhà này nội ngoại gì còn trai không mà. Hai đứa cháu nội trai rồi, hai đứa cháu ngoại trai luôn. Kiếm đứa con gái chữa ra. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Làm dâu sao cô? Ôi, làm dâu nhà này thì rất là khỏe, mẹ chồng làm hết. Ăn nhà uống là người Hoa. Dạ. Thành ra nấu ăn mà theo cái kiểu của người Hoa đó mình khó ăn lắm. Dạ. Thành ra coi như là về là mẹ làm hết, cá cũng không biết làm. Để mẹ mua cá về là tự mẹ làm đó nha. Coi như là nội trợ trong nhà là mẹ làm hết. Rồi khỏe luôn. Làm dâu gì chắc về mình khỏe lắm hả chị ha? Khỏe. Mình để chắc về chắc ăn uống đẻ không? Thì không, mà tại vì dám đẻ nhiều. Ủa? Thôi, trời ơi, hai đứa là nuôi là nó muốn ngất ngư rồi. Dạ. Mệt. Gia đình đó, mẹ chồng nàng dâu hợp nhau điều gì không cô? Ôi rồi, hợp đủ thứ hết. À, ví dụ hợp nhau gì? Tối ngày hai mẹ con hay online lên mạng để coi quần áo rồi này nọ. Là nó, nhiều khi nó mua về cái 4-5 bộ vậy. Mẹ thích cái bộ nào?
mẹ lựa đi. Rồi, mẹ lựa đi. Rồi cứ lấy, muốn mặc mấy bộ thì mẹ lấy. Dạ. Mẹ cũng mua online. Dạ. Đem về, nè nè nè, con có cái này mặc được không? Lấy. Gu hai mẹ con có hơi hợp nhau không? Gu thời trang. Đồ cũng mặc vừa. Tặng này cũng vừa nhau nè. Có thể mẹ mặc của con mặc của mẹ cũng được. Không có, nó mặc của mình thì hơi chật một chút, mình mặc của nó thì hơi rộng. Mình mặc của nó nhiều hơn là nó mặc của mình. Chị thấy chị với mẹ hợp nhau điểm gì? Em hợp với mẹ thì có đi siêu thị. Mẹ mới lần siêu thị thì mẹ khoái rủ. đi bình đi siêu thị. Nhưng mà vô chổng á thì em toàn là lựa sữa không à. Mua sữa. Lựa đi. Còn lựa nhà mẹ. Lựa đi. Còn lấy nhà mẹ. Lấy đi. Xong ra. Trời sao mua nhiều vô bình. Trời mẹ kêu con lựa, con mua sữa thôi à, con không mua gì đâu. Nó mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm á. Rồi, bình vô me đó nha. Còn là mẹ chồng cả tiền không mà. Toàn là mẹ trả không. Sao nãy giờ thấy mẹ mua rồi mẹ trả không? Có giờ con mua trả tặng cho mẹ này kia không? Không, đi siêu thị là đặc biệt đi siêu thị là mẹ trả. À. Còn con chỉ mua đồ online, quần áo vậy thôi. Thì thường thường trong nhà thì chợ búa này nọ là mẹ lo hết. Trời, khỏe người ta. Rồi làm dâu lo gì? Thì chỉ có lo giữ cho con. Hai đứa con. Lo giữ con với là do cho hai đứa đi học thôi. À. Có bao giờ là con tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Tổ chức thì nhiều khi mẹ về Củ Chi á thì làm món này món kia thì anh em về dưới bài ra ăn để không. Thế mẹ tự tổ chức luôn hả? Rồi bây giờ mình ăn thôi hả? Không có, về phụ. Về phụ nấu. Phụ được mới ăn. Phụ ăn nữa, phụ nấu xong rồi phụ ăn. Nếu thôi không mà ăn hết là không được. Mình không tự tổ chức cho mẹ một lần nào. Thì có nhiều khi cũng muốn tổ chức nhưng mà cũng có. Mẹ rồi thì ví dụ như là đến ngày đó là cái em thôi không mời, mời mẹ, ba mẹ đi luôn. Tới cái chỗ quán nướng hay quán lẩu gì đó. Dạ. Mời vô. Nó tặng quà sinh nhật không? Hai năm tặng được hai lần. Bỏ phong bì. Bỏ phong bì. Tặng được hai lần. 12 năm tặng được hai lần. Cái phong bì là thằng trai. À. Còn như dâu thì coi như làm dâu 12 năm tặng hai lần sinh nhật. Là một lần là được cái cây son bóng. À. Được chai dầu tâm nhỏ. Có người không? Thì không biết là hai mẹ con mình có không hợp nhau điểm nào không chị? Không hợp thì cũng có. Thì nhiều lúc mà em đánh con hay em la thì bà nội thì ưa binh cháo. Ảnh biết vậy mà ảnh mỗi lần mà chưa kịp đánh thì mới có la là ảnh thét lên. Ảnh thét lên để cho bà nội nghe để bà nội ra binh. Thì đó, nhiều khúc có nhiều lúc nó biết cái nó ưa cái nhũng nhẽo này. Dạ. Đó, xong rồi cái một bữa nói mẹ mẹ con đánh nó, mày đừng có nhào vô nha, mất công nó biết mẹ là cháu yêu đó. Ừ. Là bắt đầu nó nhảy dựng lên, nó la này nọ đó. Là chú biết yêu là cục vàng của bà nội, thành ra mỗi lần mẹ nó đánh là nó cái rồi bắt đầu nó dòm lên cái chỗ mà mình nằm á. Dạ. Đó, coi bà nội có xuống để binh hay không. Nhưng mà mình cũng biết. Dạ. Không, để cho nó dạy. Nhưng mà dạy theo cái cách của mình á thì mình nhỏ nhẹ. Dạ. Nhưng mà con dâu mình không có. Trời ơi, nó quát lên rồi nó lý rồi nó đánh trời ơi, mình thấy mình xót từng tội nghiệp mấy đứa nhỏ vậy đó. Dạ. Trời ơi, nó cũng biết đau vậy con. Sao mà con đánh nó vậy? Thành ra cái không hợp là cái đó thôi. Dạ. Chứ chị còn cái tật xấu nào nữa không cô? Tật xấu hả? Bao la. Trời ơi. Cái chỗ ngủ là thôi nó khủng khiếp vô cùng. Không có gọn gàng. Yeah. Lo cho con mà. Chắc có hai đứa nhỏ. Đâu. Yeah. Không có gọn gàng. Xếp xong thật đàng hoàng. Hai nó về là bắt đầu giống như cũ. Xếp xong hai về là xong như cũ. Hai thằng trai mà nó leo lên là nó đá này đá kia. Nhưng mà giờ mẹ không. Nhiều lúc mình vậy nó trời ơi sao có giường. Mới xếp xong mẹ. Thì mẹ nói bề bộn quá. Bề bối quá. Rồi con gái nữa ăn cơm xong không bao giờ rửa chén thì quăng một đống ở trong cái bồn rửa chén. Ta đợi khi nào nhiều ta rửa luôn lần. Không á, ngủ đêm tới sáng mới rửa. Hỏi sao vậy? Tại sáng không có việc làm. Để sáng thì sáng thì thường thường sáng là đứa hai nhỏ đi học xong. Yeah. Rồi về bắt đầu rửa chén. Yeah. Rửa chén xong bắt đầu nóng nước hay là bắt đầu hôm nay đi chợ ăn món gì, mà họ đợi mẹ xuống. Mẹ hôm nay mình ăn món gì? Mẹ nói vậy hả? Để suy nghĩ coi ăn món gì. Bắt đầu hai mẹ con mới đi chợ. Thì đó vậy đó thì... cũng mẹ trả tiền không. Người kia hả, ở nhà mình mua đầy đủ hết cho đến lúc mà nó xài hết giống như đường thôi. Trời ơi, đường hết mà cũng không chịu đi mua nữa. Mẹ ơi, hết đường rồi mẹ ơi. Thì mua mẹ mua quen rồi, mua chi cho nó tốt.
sống ở gần như mình ở trong xóm á. Dạ. Như là ai cũng nói trời ơi, Bình có phước quá, nó ở với bà Ngàn sướng thiệt, không phải lo cái gì hết. Nhưng mà tôi cũng phải thông cảm với con dâu, bởi con dâu không có làm gì có tiền hết trơn á, nhà cứ lo cho hai đứa cháu cho bà nội không à. Trời ơi, nó cũng có vậy. Có luôn mà hả? Có xỉn à, có xỉn buôn bán, đi buôn bán. Rồi người này cho, người kia cho, trời ơi. Nghĩa là nó tận dụng thời cơ ghê lắm. Tóm lại là bây giờ mẹ phải tìm việc gì nhiều hơn nữa, giao cho con dâu làm. Chứ không dâu nó không có việc làm, nó phải rửa chén, phải để tới sáng mai. Đó nó chuyện gì làm đó, đúng không? Đâu có thì mình cũng gọi là công tác xã hội ở ngoài phường đó. Yeah. Mình làm bên hội phụ nữ, mình đi về Củ Chi. Tại có một cái thửa vườn ở trên Củ Chi đó, cho là nó ở nhà, ở ngoài phường mà đưa vô giấy tờ hay là thư mời gì đó, là nó thay thế mẹ đi phát đó. Hay quá, có trợ lý được rồi. Có trợ lý đó, đó. Không, làm cũng mau mắn. Dâu cũng hiền, những chị nghe lời ha. Ở nhà mình hay xài cái, mình mua cái đũa đó. Dạ. Cái đũa mà nó dài dài để dạ, mình chiên xào gì nó khỏi văng tới đó. Dạ. Mua đôi nào là mất đôi đó, đôi nào mất đôi đó. Lý do nó lấy con, nó đánh con đó, đánh xong nó quăng ở đâu hoặc là gãy. Dạ. Đến hồi giờ mà trời, sao cái đôi nào nó cũng nhiều khi mất hết hai chiếc, nhiều khi còn có một chiếc. Mạnh vậy. Không phải là đũa nó ấy, nó mỏng quá, nó yếu xìu à. Con cái nó gãy mất tiêu rồi. Hồi đi kiếm nó ra đôi đũa đó. Trời ơi sao đũa mẹ mua hoài mà sao mất hoài vậy? Mới biết ra là nó lấy nó đánh con. Rồi nó nghe mình nói thì nó sợ. Rồi mới là mua cho 5-6 đôi đó để dành cho mẹ. Quýnh cho đã. Ủa đau lắm. Mình lớn đánh còn đau nữa. Dạ. À, thôi bớt đánh con đi, đừng mua đũa cho nó nữa. Nhưng mà nào giờ chị dâu có làm cô buồn không? Buồn nhiều cái, ví dụ như nó đánh con nó, mình nói hay là mình binh cái gì đó, cái nói thằng nhỏ thì nó cứ dòm bà nội không, thì cái câu nói của con dâu á, bà nội hả, dẹp bà nội con bên. Trời đất ơi, mình nghe nó trời ơi sốc thiệt á, không có bà nội gì hết á. Đó, cái câu đó là mình thấy mình buồn nhất á. Nói lúc đó rồi có nhìn qua bà nội cái không? Có nhìn nhưng mà nhìn qua liền không dám. Sợ bà nội nói gì sợ quá, bây giờ mấy cái khác không dám. Bà nội vậy, bà nội qua bên này, bà nội mày cũng phải sợ tao. Không dám nói câu đó đâu. Nghe ngày hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi gì? Chỉ mong là nó thay đổi lại cái cách mà dạy con, đừng đánh mấy đứa nhỏ nữa. Bớt cái tầm đó đi thôi. Được không? Dạ. Rồi còn em? Mẹ thì quá ok rồi, mẹ hiền, mẹ cũng thương, cũng chỉ là cầu mong cho mẹ mạnh khỏe với vợ chồng. Tại vì mẹ đang bệnh cũng như là bị cao huyết áp, cái tim nó hơi yếu. Thằng dâu rất là xúc động khi nói đến sức khỏe của mẹ ha. Và hai mẹ con hãy ôm nhau nào, hãy chăm sóc nhau, yêu thương lẫn nhau. Và ngày hôm nay những giọt nước mắt con dâu đông đầy đôi mắt ấy chứng tỏ được rằng là con dâu rất là yêu thương mẹ. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình, nhớ mình có tham gia chương trình nha. Giấy nước mắm bỏ cá. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Xin gửi tặng cô bộ gối nệm thương hiệu Elina, còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ.